Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương, thị trấn Ây Giờ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em mấy con máy Mitsubishi C45 50 nha anh em. Và một con Mitsubishi L3A. Thì ngày hôm qua có anh em nào đã mua hộp đó. Mấy con mà em đăng lên là đã bán hết rồi. Đây nè. Cái con này hôm qua mới vừa đăng anh em, đã có khách mua rồi nha. Đây đã có khách mua rồi. Ở cái này giấu địa chỉ nha anh em, thì không có tiết lộ được. Có khách mua rồi. Thì sẵn đây có anh khách nào kia mà test nổ con L3A. Thì con này là con đề mới nha, nắp vuông đề mới, thì nó làm kích thước bây giờ mà nhỏ gọn hơn, đẹp hơn. Rồi con này là con Mitsubishi anh là Mitsubishi C4550 lốc xám. Con này thì lâu lâu nó mới về được con 4550 nha anh em. Bánh trơn dày nè, bánh trơn dày nha. Con này 13 BS. Con này là C45 bánh trơn mỏng, con là 9 người rưỡi nha anh em, 9.5 BS. Đây C45 con này là 9 người rưỡi. Con này là C4550. Con này là 13 ngựa. Con này 13 ngựa nha anh em. Em sẽ nổ con Mitsubishi L3 cho anh em mình xem cái tiếng nổ của nó như nào nha. Đấy được. Rồi lên ga nè mẹ, con lên. Máy là bét chung cực kỳ là nhảy nổ nha anh em. Máy nổ là bao phơi luôn. Có lực dầu luôn nè, con này về có lực dầu luôn. Đây có tắc cơ rồi tắc điện đồ nha. Gan ti rất là chuẩn. Con này là 17 BS tua 3 ngày rưỡi thì giống như con kia thôi, nhưng mà nó đề mới hơn, nắp vuông. Rồi rắc đây, bây giờ nổ qua cái con Mitsubishi 4550 này cho anh em mình nghe luôn nè. Thì con này là có giá là 8 triệu nha anh em. Thì giống như cái giá con ngày qua thôi. Mình sẽ nổ con Mitsubishi C4550 cho anh em mình nghe thôi. Rồi em nổ vào này cho anh em mình nghe nha. Con này 13 ngựa nổ có khác nha. Giờ đợi con 9 người rưỡi cho anh em xem. Đợi em xả gió đã. Rồi đây em nổ con 9 người rưỡi cho anh em mình xem nha. Đây, được rồi, ok.
Anh em nào mua thì có thể liên hệ số điện thoại 0913948706 nha, hoặc 0913719579 nha anh em. Em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho em ha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em. Thì mấy con này có giá rẻ nha anh em, cỡ 5-6 củ gì đó, chung chung vậy đó. Anh em mua thì liên hệ số điện thoại nha, hoặc là kết bạn Zalo nha anh em.